Gia đình ông Donald Trump đau buồn khi bà Ivana Trump, người vợ đầu tiên của cựu tổng thống Mỹ, qua đời ở tuổi 73 do ngã cầu thang. Bà ấy là một phụ nữ tuyệt vời và xinh đẹp, người đã sống một cuộc đời đầy cảm hứng, niềm tự hào và niềm vui của bà là ba đứa con. Hãy yên nghỉ, Ivana. Cựu tổng thống Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội ngày 14 tháng 7 khi thông báo vợ cũ đã qua đời. Thông báo của ông Trump và gia đình không nhắc đến vì sao bà Ivana qua đời. Nhưng cảnh sát cho biết bà được phát hiện đã chết trên bậc thang trong căn hộ của mình và không có gì đáng ngờ trong vụ việc. Bà Ivana là một vận động viên trượt tuyết, sau đó trở thành người mẫu. Trong một buổi trình diễn tại New York, bà Ivana gặp ông Trump, khi đó là chủ bất động sản tại đây. Họ kết hôn năm 1977. Sau khi kết hôn, bà Ivana Trump đã góp phần xây dựng thương hiệu Trump trong những năm 1980. Khi đó họ là một trong những cặp đôi quyền lực bậc nhất của thành phố New York. Họ ly hôn năm 1992 sau khi ông Trump ngoại tình với bà Maria Maples, người sau này trở thành vợ kế tiếp của ông. Cuộc ly hôn ồn ào trên mặt báo ở New York khi đó. Trải qua nhiều năm sau, bà Ivana tiếp tục ủng hộ chồng cũ tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016.